Buổi chiều, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị sơ kết công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2022 và ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ đội Biên phòng 10 tỉnh, thành phố từ Kiên Giang cho đến Bình Thuận với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Hải đoàn Biên phòng Việt Nam. Năm 2022, các đơn vị đã chia sẻ 169 nguồn tin, cứu hộ thành công 32 phương tiện, 428 người gặp nạn trên biển. Thông qua quy chế phối hợp giữa các lực lượng đã thực hiện tốt việc trưng dụng phương tiện cứu hộ, phương pháp cứu nạn, công tác tiếp nhận, bàn giao người và phương tiện gặp nạn, chăm sóc y tế cho người gặp nạn, chia sẻ thông tin thời tiết, khí hậu trên biển đến ngư dân, các phương tiện hoạt động trên biển. Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 10 tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tham dự và chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin, huy động phương tiện cứu hộ cứu nạn, nắm bắt tình hình và chủ động phương án hỗ trợ người và phương tiện hoạt động trên biển, kiểm soát chặt chẽ hơn về trang thiết bị cứu hộ an toàn cho ngư dân. Tại hội nghị này, quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2023 đã được ký kết. Trên cơ sở đánh giá tình hình, xu thế hoạt động, diễn biến thời tiết, khí hậu và giải pháp thống nhất giữa các lực lượng. Vùng biển tỉnh Sóc Trăng rộng hơn 30.000 km2, trên 980 phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển, trong đó có 368 tàu đánh bắt xa bờ. Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng củng cố duy trì mô hình tổ tàu thuyền an toàn, đội tàu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, đảm bảo công tác thông tin liên lạc giữa Bộ đội Biên phòng với ngư dân hoạt động trên biển, thực hiện cứu hộ cứu nạn thành công 9 vụ tai nạn xảy ra trên biển, cứu hộ thành công 8 phương tiện, 35 người.